Chào tất cả mọi người thân yêu tại quê nhà Việt Nam. Hiện nay Kim Ngọc đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Illinois, thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Kim Ngọc xin gửi tặng nhạc phẩm Hãy Yên Lòng Sài Gòn ơi. Đây là một ca khúc Kim Ngọc tự sáng tác. Hy vọng tại lúc này Kim Ngọc mong muốn mọi người hãy vững tin vượt qua những khó khăn, thử thách này. Thank you.